Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, sáng thứ Bảy ngày 6 tháng 4 năm 2024 từ thành phố Hồ Chí Minh, sau khi mà ông Võ Văn Thưởng nộp đơn từ chức làm chủ tịch nước, thì chúng ta thấy đúng là dầu đổ bìm leo. Ở trong nước và ngoài nước rộ lên những thông tin giả rất là nhiều, và họ bịa đủ thứ chuyện để tấn công vào cựu chủ tịch nước ông Võ Văn Thưởng. Tôi nói thí dụ, ở bên Canada có Việt Nam Thời Báo nói rằng là phu nhân của chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dính líu đến việc mà 4 tiếp viên hàng không Việt Nam đưa chất cấm từ bên Paris về Việt Nam, nên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biết rồi, cho nên bây giờ đó mới dàn dựng đây là một hình thức cứu ông Võ Văn Thưởng. Vì ông Võ Văn Thưởng và phu nhân là bà Tâm đã có dính líu đến đường dây buôn ma túy đó. Họ cứ nói như thế thôi, và cho rằng là việc vừa rồi là cứu ông Thưởng, không có dính líu đến việc mà tử hình do việc mà buôn chất cấm kinh khủng như thế. Đúng là cái thứ tội dầu đổ bìm leo. Vì như thế nên tôi xin đọc một tường trình từ bên phía của thành phố Hồ Chí Minh, công an điều tra như thế nào, và thấy rằng đường dây bây giờ đó là bắt coi như là trọn ổ. Tôi xin đọc một bài viết từ trên Vietnamnet. Vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy giao dịch lên đến 25.000 tỷ đồng. Liên quan đến vụ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy, cơ quan công an đã khởi tố 543 người và bước đầu chứng minh các đối tượng giao dịch mua bán ma túy với số tiền trên 25.000 tỷ đồng. Sáng ngày 27 tháng 3, thông tin trên được Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 28. Theo Thiếu tướng Mai Hoàng, trong quý 1 năm 2024, công an thành phố đã khám phá 813 vụ với 2019 đối tượng phạm tội ma túy, tăng gấp đôi cả số vụ và số đối tượng bắt giữ trong cùng kỳ. Chỉ tính riêng vụ án liên quan đến 4 tiếp viên bị lợi dụng vận chuyển ma túy tổng hợp từ châu Âu về thành phố Hồ Chí Minh, đến nay công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá hơn 180 đường dây, khởi tố 543 bị can, thu giữ hơn 212 kg ma túy các loại, thu giữ 10 khẩu súng, bước đầu chứng minh các đối tượng bị bắt giữ đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền lên trên 25.000 tỷ đồng, tức là trên 1 tỷ đô la đó. Thiếu tướng Mai Hoàng thông tin. Thiếu tướng Mai Hoàng cho biết vụ án đã được kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 254 bị can theo đúng quy định, tiến độ của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Trung ương và thành phố đặt ra. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân tòa án đã họp liên ngành và thống nhất chuyển hồ sơ đề nghị truy tố đối với 254 bị can, hoàn tất quá trình điều tra đại án, đăng kiểm, Thiếu tướng Mai Hoàng nói. Đó là thông tin từ Thiếu tướng Mai Hoàng đến đảng bộ ở tại thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không Việt Nam đưa chất cấm về Việt Nam. Và như vậy đó thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã mở ngoặc đóng ngoặc, cứ để lỏng như vậy rồi theo dõi, hốt trọn ổ. Như vậy thì bây giờ là truy tố ít nhất là 254 bị can, số tiền lên tới hơn 25.000 tỷ tiền Việt Nam, tức là hơn 1 tỷ đô. Khiếp khủng không? Hơn 1 tỷ đô. Trong báo cáo này không thấy có liên quan gì đến gia đình ông Võ Văn Thưởng, cũng không thấy nói gì về vấn đề mà phu nhân của ông Võ Văn Thưởng. Nên tôi muốn nói rằng những kẻ mà tung tin để mà nói rằng là dậu đổ bìm leo, nghĩ rằng đây là cơ hội để cho họ bịa đủ thứ chuyện tấn công vào cựu chủ tịch nước và phu nhân, thì tôi cho rằng chiêu dơ. Việc mà họ nói liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn, liên quan đến ông Đặng Trung Hoành là cựu chánh văn phòng huyện Mang Thít đó. Vì ở nơi đó có nhà thờ tổ của ông Võ Văn Thưởng. Và những nhận định của báo
Bloomberg cũng như là Reuters thì tôi cho rằng còn có cơ sở. Nhưng chuyện này á, mà họ nhận định á, là việc mà 4 tiếp viên hàng không mang về là do đứng đằng sau là gì đó là phu nhân của cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, thì tôi cho rằng á, họ đi quá đà. Vì nếu thật sự là như vậy á, thì các bị can đây á, với số tiền là hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim á, thì họ cũng đã nói ai là chủ mưu rồi. Nên là những gì mà bên phía công an thành phố Hồ Chí Minh họ làm, họ đưa ra một số người cứ thả lỏng như vậy rồi họ hốt trọn bộ là đủ hiểu. Quyết tâm tiêu diệt tệ nạn của đảng và nhà nước ở trên đất nước Việt Nam này là điều tôi hoan nghênh vô cùng. Tôi rất e ngại giới trẻ bị nhiễm những thói hư tật xấu, nhất là bị dính vào sự nghiện ngập các chất cấm như thế. Và bây giờ đó thì rõ ràng công an đã làm một điều đúng, thả lỏng ra như câu cá là phải thả mồi xuống cho nó xa xa chút xíu, câu cá lớn thì đã câu dính rồi, cá to này hốt trọn ổ dính líu tới 253-254 bị can là đủ hiểu rồi. Số tiền lên tới hơn 25.000 tỷ tiền Việt Nam, kinh khủng thiệt. Chúc mừng cho công an Việt Nam đã làm một điều rất tốt cho đất nước, dọn sạch cái ổ mở ngoặc đóng ngoặc gây nghiện cho người Việt Nam nói chung và gây nghiện cho giới trẻ nói riêng. Tôi rất mừng khi mà đất nước được sạch như thế. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.